Thợ Quê xin chào cả nhà. Hôm nay thì mình bỏ ra một buổi sáng để chùi lau lại cái bộ âm thanh này để rao bán. Thì anh em nào mà cảm thấy nó phù hợp thì mua. Bây giờ mình sẽ bắt đầu coi sơ cái âm ly trước. Đó, thì cái âm ly này là cái âm ly Nanomat. Cái hiệu của nó nè, SBA927A. Thì lát nữa mình sẽ search Google để coi giá thị trường nay nó còn bao nhiêu, hay là nó đã hết hàng rồi, hoặc là nó còn bán thì cái giá của nó là hiện tại bây giờ là bao nhiêu tiền. Đó. Chung quanh thì nước sơn này nọ còn rất đẹp. Nó tóm lại là cái bộ này không phải của mình, của ông anh bạn ông đưa cho mình. Nếu có rảnh thì đăng lên bán, hay lấy về cũng cả năm rồi cả nhà, mà mình không có bán, mình để đó mình nghe chơi vậy đó. Rồi sau lưng nó thì in những cái bản thông số nè, dành cho những anh em nào mà rành thì xem để tham khảo. Công suất của nó là 1600W. Đây, âm ly này là của công ty cổ phần điện tử Sơn Tùng ha, ở Hòa Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. Có trang web nè, sơntùng.com. Nó được trang bị hai cái quạt thì nó giải nhiệt rất là tốt. Cái quạt này chạy rất là mạnh cả nhà, mở lên nó chạy queo queo vậy đó. Âm thanh nó thì lớn khổ phải bàn rồi. Mình thì cái tính mình khi uống rượu vô thì nó tóm lại cũng không có kiềm chế được tốt, thành ra cũng nhiều lần uống rượu say rồi cái mở nhạc lên á, tại nó hay quá rồi cái mình mở lớn á. Rồi tới lúc tỉnh rượu rồi nghĩ lại thấy phiền hà, sớm nghe cũng hối hận. Tỉnh rượu rồi hối hận rồi cái lúc mà uống rượu vô cái là quên cái mình là mở lớn nữa. Thì nó cứ phiền hà hoài rồi mình thấy hối hận hoài, riết mệt quá. Rồi bữa nay mình dành thời gian ra để lau chùi rồi đăng bán luôn cho những anh em nào mà kiềm chế tốt đó thì mua để đem về nghe nhạc. Còn mình thì tính mình kiềm chế nó không có được tốt, thành ra mỗi lần uống rượu say nghe nhạc hay cái mở lớn lên cái phiền hà người ta. Còn đây là cái vỏ ngoài nha, cái vỏ ngoài nó là cái vỏ nỉ đó. Thì mình bỏ vô mình thấy nó cồng kềnh quá đi, thành ra mình bỏ ra ngoài, mình để rời vậy nè. Bên trong này nó vẫn có chân đàng hoàng đó, đây là bốn cái chân nè, cái âm ly á có bốn cái chân nhựa đàng hoàng, chứ không phải là mình tháo cái vỏ ngoài này ra cái là mình để nó bị trệt xuống, không phải vậy. Nó có chân đàng hoàng luôn, mình thấy để trống vậy nhìn nó gọn gàng mà nó mỹ quan hơn. Bỏ vô trong đây thì nó kịch cộm quá, nó cồng kềnh quá. Còn bộ lo này nữa thì bộ lo này là bốn cái lo hai tấc, một cặp nó là bốn cái lo hai tấc côn lớn ha. Rồi bây giờ để mình tháo ra để cho cả nhà xem cái côn đó luôn. Đây, cái côn nó rất là bự nha. Đó, cái này là lo gì hiệu gì Thunder gì nè. Đây, đây cái hiệu nó nè, USA Sri gì đó. Tóm lại là một cái như vậy là nó 8 ohm 200W, bốn cái đều côn giống nhau và chung một hiệu luôn, chung một hãng luôn, Thunder gì nè. Đó, bốn cái này nhau hết. Mình quay trở lại với cái âm ly thì ở đây nó là một cái dàn bên đây đó, riêng biệt là bên cái phần karaoke thì cắm âm thanh để đàn. Có tóm lại là cái âm ly này rất phù hợp cho những anh em nào mà đàn cổ, đàn cổ nhạc để có đám cưới rồi đó, thì cái âm ly này thì công suất của nó mình thấy là nó phù hợp đó. Đây là nó có 8 kênh để kết nối nhiều micro và nhiều cái thiết bị đàn này đó, đó gắn bên đây. Còn cái phần bên đây là chỉnh âm thanh, thì ở đây là chỉnh âm thanh hai bên L với R đó. Mình tách hai bên riêng biệt luôn, mình muốn nghe một bên lo thì mình khóa là một bên, mình chỉnh một bên đó. Còn mình mở hai bên mình cân đối sao mà cho nó vừa, thì đây là hai cái kênh riêng biệt. Còn ở đây bốn cái nút này là chỉnh volume lớn nhỏ, bass, tiếng, treb của chung hai kênh luôn đó. Mình dặn cái là nó lớn chung hai lo, còn mình muốn lo nào nhỏ, lo nào lớn gì đó mình chỉnh riêng là mình chỉnh cho đây. Còn ở dưới đây là chỉnh tổng cho hai kênh nhưng mà cái cổng khác đó. Thì ở đây mình đang xài cổng 1 thì mình chỉnh trên đây, cổng 2 chỉnh dưới đây. Cổ
Còn cái nút này á, thì không biết nó là cái gì, nhưng mà mình nhấn vô cái bát tép nó dữ lắm, nó quánh bung lo luôn á, thành ra mình không có nhấn. Ở những cam ly như vậy thì bây giờ mình có nhiều cách để kết nối cả nhà. Mình kết nối trực tiếp bằng dây vô điện thoại cũng được, hoặc vô máy tính cũng được, hay là mình kết nối qua Bluetooth thì cũng ok luôn. Thì cái này mình đang kết nối qua Bluetooth nè, đơn giản mà tiện, cái đường truyền kết nối cũng tốt, xài năng chục năm mà cũng không có hư hao hết cả nhà. Mình cắm nó vô cái đốc sạc nè, là nó lấy cái điện 5V để nó hoạt động cái USB Bluetooth này. Dây này là dây một đầu hai đầu, một đầu rắc 3.5 thì vô hai đầu hoa sen, thì hai đầu hoa sen này mình cắm vô bên âm ly đó, thì cái đầu này mình sẽ cắm vô đây. Còn nếu mình cắm điện thoại thì mình cắm vô đây cả nhà đó, mình cắm điện thoại thì mình cắm vô chui phone của điện thoại nè. Còn giờ mình không cắm vô điện thoại, mình cắm vô đây để mình cầm cái điện thoại mình ca hát rồi nó cho dễ. Rồi ở màn hình điện thoại thì mình sẽ tìm vô Bluetooth nè đó, mình thấy thiết bị đây BT đông le vậy nè đó, mình mở lên là nó tự động kết nối luôn. Rồi bây giờ mình mở nhạc trong đây là nó đã nghe bên cam ly rồi cả nha. Rồi giờ mình chơi đại bản này nghe cả nha, nghe đại khái để mình thử âm thanh hết, chứ còn nhạc này thì nó cũng không có được hay lắm đâu. Còn nếu mà cả nhà mình ai mà muốn nâng cấp thêm cái âm thanh cho nó, cái hiệu năng nó tuyệt vời hơn nữa, thì lấy luôn cái lọc này đó. Cái lọc này là cái lọc xì, nó kêu bằng cái lọc xì DBX 231S, đây là cái hiệu của nó nè. Thì cái lọc này ông anh mình á đã làm dấu sẵn rồi, về nhà cứ coi thêm mấy cái dấu ông đánh nè, thì gạt cho nó ngay cũ là nghe là ok, không cần phải tìm tòi gì nhiều cho nó mệt. Có mấy cái dấu ống chấm sẵn nè bằng cây bút xó nè. Còn nếu mà cả nhà mình mà ai mà thấy mấy cái dấu này mất mỹ quan quá, muốn chùi bỏ đi thì lấy cái xăng thơm ha, hoặc là cái nước rửa móng tay chùi cái là đi liền, lấy acetone chùi cái là nó mất hết, sạch sẽ luôn. Đây cái lọc này thì ngoài sau nó gắn kết mấy cái cổng nè, thì cái này nếu mà cả nhà mình lấy luôn thì mình đưa dây luôn, dây nhợ gì cũng có sẵn hết, tại vì mình cũng đang nói cho mình nghe mà. Bây giờ thì mình không có gắn vô test thử nữa, tại vì cái âm thanh mà khi thu vô cái điện thoại á thì mình không có cảm nhận được cái sự rõ rệt giữa có lọc và không có lọc bao nhiêu đâu. Cái này mình phải ở ngoài là mình mới cảm nhận được cái trong trẻo, cái hiệu quả của nó. Còn đây là cái tem, cái tem này chưa đứt nha, cái lặn dưới đây là cái lặn khác, cái lặn dưới đây nó mất là tại vì nó bị cọ sát gì đó, nó bị trầy rồi nó mất miếng rồi. Còn cái dấu mở là chưa có mở đó, nhìn thấy là chưa mở nha. Còn nếu mà ai yêu ca hát nữa
thì lấy luôn cái bộ mic không dây nè. Đó, bộ mic này ông mua về ông xài, ông hát ca đâu có vài ba lần với mấy anh em chiến hữu à. Rồi vợ la quá à, không có dám ca nữa cả nhà. Cắt luôn cho tới giờ luôn, còn mới chát luôn. Cái bộ mic này kết nối cũng dễ cả nhà. Ở đây có cái chui nè, cái mình cắm cái chui này vô đây đó, là cái cọng dây này là hai cái chui nó rất xấu ly giống nhau, còn cái đầu này mình cắm vô ly cái rồi chỉnh cho nó vừa cái ca rồi xong, đơn giản. Còn cái micro này thì mình sử dụng pin là pin 2 chữ A đó, pin 2 chữ A đâu rồi đây nè, mình mở nắp đó nè, mình bỏ hai cục pin 2 chữ A vô là mình bật cái nút này là nó lên đèn cái rồi nó bắt mic cái mình ca, đơn giản vậy thôi, không có gì hết. Bộ lo này tình trạng này nó còn đẹp đó, nó chỉ bị đụng ra đụng vô rồi mấy cái nấm này nó hơi mớp chút xíu thôi, nó không thành vấn đề gì hết, chưa sửa gì lại hết. Còn trên đây là tùy đồ mình đặt mua cái trép đó, cái trép thứ này nè mà nó bị đứt. Mình thì mình xài là cái nào đứt mình khó chịu lắm, phải thay liền đó, thành ra tất cả những cái trép này không có nào đứt hết. Có cái bên đây là kỳ đầu mình đặt mua là nó không có đúng nè, gắn đại vô cho có tiếng trép cho đủ thôi. Anh em nào kỹ về nhà dụng cái này ra mua cái nhỏ thứ gì gắn vô, mình mua này quá lớn gắn không vừa đó, thì gắn đại vậy luôn, có sao thì bán như vậy. Cặp lo này á thì cái giá trị riêng của nó là 700k nha cả nhà, 700.000. Còn cái amply này thì nãy mình mới coi tham khảo thị trường giá mới đó 4.2 triệu đó, thì bây giờ cái amply này mình bán 1.8 triệu, thì nó với cái amply mới cũng như nhau thôi, tại vì cái thằng này cũng mới mua về nay có hơn năm mà mua về là ổng bỏ không cho tới giờ luôn, mình đem về nay cũng gần năm rồi thì cũng bỏ không luôn chứ cũng không có nghe vậy đó. Nó tóm lại là cũng không có thời gian để nghe cả nhà. Còn cái lọc này thì thị trường giờ nó bán 2 triệu 2 triệu 2 triệu 3 gì đó, bây giờ cái lọc này mình bán là 1 triệu đó. Còn cái bộ này á là hồi trước ổng mua 1 triệu 3, bây giờ bán là 500.000. rồi cái bộ micro không dây đó. Rồi qua video hôm nay thì cả nhà mình mai xem được, nếu muốn mua thì alo cho mình ha, cái giá thì mình đã liệt kê ra từng món một món hết rồi đó, ai mua gì thì mình gửi cái đó. Rồi vậy là mình đã vừa sơ lược xong tất cả những cái góc cạnh của cái bộ này, thì cả nhà mình cũng đã tham khảo được phần nào. Thì ai mà nếu mua thì alo cho mình 0918 083 171. Rồi bây giờ mình sẽ kết thúc video. Thảo Quê xin chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà vào một clip sau.